Chào các bạn nha. Nay cho các bạn xem con Miệng Biệp nó ăn thịt chuột nè. Sáng mới bắt được con chuột. Đó. Bắt được con chuột cũng bự lắm á. Mình nướng sơ. Chỉ làm hai con nữa, anh đứa nữa. Ăn rồi. Còn cái hũ này, cái hũ thức ăn của nó nè. Đem nó cắn banh tạnh hết. Gãi cái hũ hết rồi. Con chuột chà bá, con chuột bự bằng nó, gần bằng nó luôn rồi. À. Sẽ ăn. Em ăn không? Nè. Đây quay con chuột cho bạn xem nè. Đấy. Không ạ. Đây em nữa nè. Em giữ không? Con chuột chà bá luôn á. Sẽ ăn. Ở ngoài đồng thì nó cũng vậy á. Lấy cái chân nó quáo rồi nè, không? Cái chân nó móng vuốt vậy sọc luôn. Mỗi lần ăn là nó chụp tay vậy, nó rị, nó xé thịt nó ăn, không? Các bạn. Nó xé ăn không? Cái giò nó thấy cái móng vuốt nó, cái móng nó dài á. Móng dài, cái khúc dài hơn cái móng giò đó, cái móng á. Dài hơn cái móng giò nữa. Chân. Ok. Hút nè, hút nè. Đó. Đây vậy mà cũng còn đòi ăn nữa. Ăn cho no họng luôn. Tôi bỏ hũ cám kèm heo nè. Đó. Tha hồ mà ăn nha. Ăn vòng mày ăn đi. Chai miếng thịt bự luôn. Miếng nhớ nó nuốt cũng được, tại con này không nuốt, gặp con bên kia rồi. Con này nè, con đây nó tập ăn lắm nè. Cục chà bá là nó nuốt hết. Đó, nó bự ăn quất ra, quất ra. Quất muốn mắc cổ luôn cũng quất ra. Ăn dữ lắm, con đây nó ăn dữ lắm. Rớt bả dưới kìa. À. Con này nó ăn tạp lắm. Con này thì nó bự hơn con kia, chắc là con mái. Còn con trống thì chắc nó nhỏ hơn. Còn bên kia chắc con trống, con này chắc con mái, hai con. Còn gì cái lòng nó kiểu là nó hẹp quá. Còn đuôi cũng dài hết nè. Con này cái lòng bởi vì con đuôi còn dài lắm. Rớt hấp dẫn này. Nó cắn nó nhai xương như rào rạo ha. Cái mỏ nó chắc lắm nè, nó kẹp muốn lủng tay luôn. Để tay vô cái bữa, để tay vô, để thịt vô cho nó ăn. Cái bữa mình để thịt vô cho nó ăn. Nó tưởng ăn quá. Tại rớt chụp lại được luôn nè. Hay không? Nó tưởng ăn quá, nó mỏ muốn lụng cái tay mình luôn các bạn. À, quất cái khúc dưới. Chơi cái miếng thịt cho bá luôn. Dứt đi, dứt đi. Thật ơn. Thật ơn. Rớt cái bể thịt. Con này nó ham ăn nhất nè. Nhìn nè, cái miếng bự vậy hồi nó quất luôn nè. Nè, quất nè, quất nè, quất nè. Bây giờ nuốt luôn á. Nó quất luôn cục bự luôn hơn các bạn. Nhưng cũng còn kêu. Quay từ phía dưới lên. Cái này thì nó đèn trậu lông sắp sắp đều hết rồi. Mắt nó thì nó đen đỏ từ từ nè. Mai mốt nó trưởng thành là mắt nó đổi chết à. Đó, cái lò Miệng Biệp này nè. Mắt nó trưởng thành là cái nó đổi chết mắt nè.
dữ không? Nó út nè. Dữ không? Kẹt à, kẹt khúc nữa rồi. Đó. Nó rỉ hết lơ hồn không? Hũ này nó cắn cái hư hết rồi. Chưa có thể hũ mới cho nó được nhá. Ba hũ, một hũ cám, một hũ nước, một hũ thức ăn rồi nó bỏ nó gấp thức ăn. Tại con kia rớt cái đùi rồi. Con kia ăn rớt cái đùi để lại lùm lên nó. Con này thì nó như nó chưa có biết xé hay nó ăn, hay nó ham ăn không biết. Còn con kia thì nó lấy cái móng giò nó quáo lại nó ăn. Thì cái này cho nó ăn sống được, mà cái này mình nướng sơ lên rồi. Nướng sơ cho nó chín cho nó dễ ăn. Nhớ ăn cái này nó khôn hơn nữa. Thịt chín nó khôn hơn thịt sống à. Mình nuôi mà, tại mình nuôi nó muốn nó làm, nó quen với nhà đó. Còn mình cho nó ăn thịt sống biết y như là ngoài rừng, ngoài rú. Nó không có khôn bằng à. Con này cũng xé xé ăn được. Cuốc hết mấy cục rồi. Cũng no rồi. Khúc như đây no cả ngày rồi. Mỗi con một nữa. Hôm qua cũng mới cho nó ăn ấy chứ mà không có quay lại. Hôm qua cũng cho ăn con chuột này nè. Hôm qua đây em ăn rớt cái đùi này nè. Ăn rớt cái đùi luôn mày. Mình lụm cái đùi lên nha à. Nuôi mấy con này nó cũng vui lắm các bạn. Lâu lâu buồn buồn thấy cái mặt nó cũng ngơ. Y cái đùi thịt không, thịt ngon lắm. Cái này chấm muối ớt là hết bài luôn, ớt nặng chanh luôn ha. Rồi kèm mấy đông bi nữa thì tuyệt vời á. Cái mặt nó ngơ ngơ lì lì vậy ha các bạn. Nó đưa về nó cắn, có khi nó cắn. Nó cắn hẳn ấy chứ nó cắn vậy. Nó cắn muốn lủng tay luôn á. Chứ không phải chơi đâu. Mỏ nó này hồi nhỏ không sao, bây giờ nó bự rồi nó cứng cực kỳ luôn. Như thả ốc sên rồi này kia là nó mổ banh cái vỏ ốc sên, nó ăn luôn ốc sên mà. Rồi mình quay cho các bạn xem sơ qua bìm bìm nó ăn thịt con chuột như thế nào nhé. Rồi đây là con nửa con chuột còn gần y nguyên. Nãy giờ nó quất cái đầu thôi. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Các bạn thấy video thú vị thì cho mình xin một like và đăng ký một share với nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nè. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Chào tạm biệt các bạn.